liên quan đến trường hợp bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 1347, giáo viên tiếng Anh đã gặp nhiều người tại nơi dạy học, quán cà phê, quán karaoke trước khi được ghi nhận dương tính với COVID-19. Cụ thể, từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 11, bệnh nhân đi dạy ở trung tâm Anh ngữ Key English tại chi nhánh quận 10 và quận Tân Bình. Nghỉ trưa tại phòng trọ cùng bệnh nhân 1342 là một tiếp viên hàng không tại quận Tân Bình trong thời gian bệnh nhân này cách ly tại phòng trọ, sau đó bệnh nhân 1347 về nhà riêng. Riêng ngày 22 tháng 11, bệnh nhân cùng một người bạn uống cà phê ở cà phê Highlands, Vạn Hạnh Môn, quận 10, từ 20 giờ đến 21 giờ. Ngày 23 tháng 11, bệnh nhân cùng 5 người khác hát karaoke trên đường Thành Thái trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 23 giờ. Khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11, bệnh nhân 1347 đi dạy và về nhà riêng, không tiếp xúc với bệnh nhân 1342. Đến tối 28 tháng 11, sau khi phát hiện bệnh nhân 1342 dương tính với COVID-19, người này do tiếp xúc gần nên được chuyển cách ly tập trung tại quận 6. Đến ngày 30 tháng 11, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM để điều trị vào cùng ngày. Qua điều tra truy vết, Sở Y tế TP.HCM xác định có 146 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 thuộc diện F1. Tất cả đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng cách ly và xét nghiệm đối với 52 người ở quận Tân Bình tiếp xúc với người tiếp xúc gần thuộc diện F2. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, hai con hẻm thông nhau số 106 Bình Tiên nối với hẻm 97 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP.HCM, nơi bệnh nhân sinh sống cũng đã được phong tỏa. Người dân trong khu vực phong tỏa đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.